anh em xin được kính chào toàn thể các bác, cô chú anh chị yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay bên video chia sẻ tới các bác một số những mặt hàng lan rừng thuần tại Lai Châu các bác nhé. Xin được kính mời các bác, cô chú anh chị vào theo dõi video và mua lan của nhà em. Em vào mã lan đầu tiên luôn, trên tay em cầm là một chậu lan thanh đạm sữa. Vâng, đang rất là nhiều nụ luôn các bác nhé. Một chậu lan thanh đạm sữa đang có nụ và mã này em các bác là mã số A23 và giá là 150.000 đồng. Đây là mặt hoa này, em mời các bác ngắm, đây là mặt hoa của nó nhá. Mặt hoa màu trắng, họng vàng. Đấy. Thanh đạm sứa mã số A23 chỉ có giá là 150.000 đồng. Đấy, rất là rẻ thôi, bác nào chưa có dòng này các bác sưu tầm nhá. Em qua mã tiếp theo vẫn là mã lan thanh đạm sữa này. Giò lan có tên là thanh đạm sữa này. Mã số A22 cũng chỉ có giá là 150.000 đồng. Đấy. Xung xuê thân lá cảnh luôn các bác nhá. Ui cái này nhiều lắm luôn, các bác có thể về tách ra làm hai chậu nhá. Xem đang có nụ không nhỉ? Đang nụ. Đang nụ nha các bác nhá. Đang có nụ. Vâng. Đang rất là nhiều nụ này. 150.000 đồng cho mã số A22. Xung xuê luôn. Tiếp theo có một giò kiều vàng chia sẻ tới các bác. Kiều vàng này được thuần ở trên chậu gỗ như thế này. Được ghép bởi rất là nhiều dề kiều các bác nhá. Ghép tròn xung quanh luôn. Mã số A41 chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. Kiều vàng Lai Châu các bác nhá. Kiều vàng Lai Châu này. 120.000 đồng cho mã số A41. Ghép bởi rất là nhiều dề kiều, kiều rừng Lai Châu ghép thuần nha các bác nhá. Kiều vàng. Hải đuôi công. Tiếp theo là em có một cái giò hải đuôi công chia sẻ tới các bác này. Mã số A29 có giá là 180.000 đồng. Đấy. Hải đuôi công xanh đẹp cho các bác luôn, được thuần ở trên giá thể chậu nhựa như thế này các bác nhá. Là nhà em làm sẵn móc treo rồi, về nhà các bác chỉ việc treo lên thôi. Có rất là nhiều khóm hài luôn. Đấy, rất là đẹp. Các bác có thể về tách ra lấy thành nhiều chậu nhỏ hơn cũng được, hoặc là để nguyên như này thì càng xinh các bác nhá. 180.000 đồng cho mã số A29 ạ. Kiều vàng. Mã tiếp theo em chia sẻ tới các bác là một cái giò kiều vàng được thuần ở trên một cái bảng gỗ như này, đã rất là thuần rồi. Các bác có thể nhìn thấy là rêu nó mọc kín xung quanh như này. Đấy. Kiều vàng này được ghép ở nguyên một dề các bác ạ. Ghép ở nguyên một dề luôn. Rất là thuần rồi. Mã này em lên các bác là mã số A40. A40 chia sẻ với các bác với giá là 200.000 đồng. Mã số A40. Nguyên dề thì về nó sẽ nở cùng nhau các bác. Chia sẻ tới các bác mã tiếp theo là Vanda Nguyên Gương, mã số A16. Được thuần ở trên giá thể bằng dớn tròn như này các bác nhá. Có 3 cây. Đấy. Văn Đào Uyên Ương này thì hoa của nó màu trắng và rất là thơm. 200.000 đồng thôi cho mã số A16 nhá. Các bác nào mà đã có ra Văn Đào Chanh hay là Văn Đào Tím mà chưa có Văn Đào Uyên Ương, các bác sưu tầm thêm ủng hộ nhà em này. Thân lá thì nhà em là hàng rừng thuần nên là nó không xanh mướt như hàng nhà vườn, các bác nhìn kỹ cho em nhá. Đấy, mã này là Văn Đào Uyên Ương mã số A16 có giá là 200.000 đồng. Tiếp theo thì em mời các bác đến với một số giò phi điệp vàng nhá. Phi điệp vàng thì tôi luôn mượn cái điện thoại của phi điệp vàng Lai Châu trên em thì bây giờ đang thắt ngọn rồi. Lấy điện thoại cho các bác xem mặt hoa. Phi điệp vàng này được thuần ở trên một cái bảng dớn nhé các bác nhé. Thuần trên bảng dớn này. Thân lá đây, rất là nhiều thân cho hoa. Bây giờ thì đang có hiện tượng là chuẩn bị thắt ngọn và xuống lá và cho hoa nha các bác nhé. Sắp đến mùa hoa lan phi điệp vàng rồi. Hoa của nó thành từng chùm và rất là đẹp luôn. Mã này là mã số A37 có giá là 350.000 đồng. Rất là nhiều thân hoa, các bác phải hơn chục thân hoa. Phía dưới còn có rất là nhiều ki này. Giò này rất là khỏe luôn, đang ra rất là nhiều ki. Để về nhà các bác có thể cắt những cái ki này ra để ghép thành một giò mới nhé các bác nhá. 350.000 đồng cái mã số A37 ạ. Hoa lan phi được vàng. Rồi, thân vàng lớp 3. Tiếp theo là một giò phi được vàng với rất là nhiều thân dài. Em phải đứng xa xa cho các bác nhìn nhé. Thân dài miên man luôn, dài khoảng 1m3 các bác nhá. Thân dài 1m3 được thuần ở trên một cái cây, đây là cái gì đấy nhỉ? Dớn à? Vâng. Toàn những thân trong hoa thôi, rất là dài và cũng đang thắt ngọn chuẩn bị sưng nụ các bác ạ. Mã này là mã sụp đóng hàng khó nhỉ, dài dài này. Để cho bác xem mặt hoa. Mã số A31 này. Mặt hoa. Đây là mặt hoa của phi điệp vàng đây các bác ơi. Mặt hoa của nó thì rất là đẹp luôn. Rất là sai hoa. Mời các bác ngắm mặt hoa nhé. Ok. Mã này là mã số A31 có giá là 450.000 đồng. Đấy.
Nhiều, rất là nhiều thân cho hoa các bác nhé. Đếm thân. Dài tận mét 3. Đếm. Đếm thân cho các bác xem đúng không? 1 này. 2, 3. Thân này cũng có lũ xong. À thân ra rồi. 6, 7 thân. 7 thân. 7 thân cho hoa và dài khoảng mét 3 các bác nhé. Thân dài nhất. Thân dài nhất là mét 3. Mã số A31 450.000 đồng. Tiếp theo là một giò phi được vàng cũng đang chuẩn bị cắt ngọn cho hoa rồi. Đa số là đang chuẩn bị cho hoa hết các bạn. 280.000 đồng cho mã số A27 này. Thân rất là mập luôn. 1, 2, 3. Rồi cũng đang có nhiều kỳ lắm. Khóm này về các bác cắt. Nguyên cái khóm kỳ này về các bác cắt được một giò rồi các bác này. Đây là kỳ của nó đấy. Về các bác cắt được một giò luôn rồi đấy các bác. Đấy. Mấy cái này cũng đang thắt ngọn chuẩn bị cho hoa hết các bác nhá. Mã số A28 có giá là mã số A27 ạ. A27 280.000 đồng. Đấy, rất là rẻ thôi. Gì đây? Đùi gà. Đùi gà tròn. Thân phủ. Mà các bác thấy nó một giò đùi gà. Đây, phải giữ sao các bác nhìn. Đùi gà tròn hàng thân phủ. Giá thôi này. Mã này là 1 triệu, mã số A13. Hàng thân thủ đùi gà tròn Lai Châu, hoa siêu đẹp cho các bác nhá. Thân này dài khoảng tầm bao nhiêu đây? 80. 80. Thân rất là dài đẹp luôn. Thân dài nhất phải tầm khoảng 80 các bác nhá. 1 triệu mã số A13. Phần trên cái chậu nhựa này và còn cho phân châu. Đấy. To đúng luôn các bác nhá. Vôi một tè, vôi tím. Vôi tím. Một giò vôi tím, mã số A36 có giá là 1 triệu. Vôi tím của Mừng Tè Lai Châu trên em các bác nhá. Ui, nặng thế. Ui giò này khủng thật các bạn ạ. Hoàng thảo vôi. Đấy, hoàng thảo vôi vôi tím hoa rất là đẹp luôn. Bác nào chơi mặt hoa các bác có thể kết nối Zalo người mặt hoa cho các bác ngắm nhá. Đấy, siêu đẹp luôn các bác ơi. Bây giờ mà tìm một giò vôi to như này là hơi bị hiếm luôn các bạn. 1 triệu đồng cho mã số A36. Tiếp theo là một chậu đùi gà tròn này. Thân vàng áo luôn, rất là đẹp. 300.000 đồng. Ôi giò này rẻ thế. Mã số A45. Đấy. Mã số A45. Bác nào chốt ngay giò này cho em, giò này rẻ quá. Có 300.000 đồng thôi. Các bác cũng có khá nhiều thân cho hoa nhá. Thân gà thì vàng óng luôn. Cao khoảng 60-70 sen các bác nhá. Mã số A45 có giá là 300.000 đồng. Đấy. Gà Lai Châu, đùi gà Lai Châu là đặc sản trên em rồi. Thân vàng óng luôn. Ôi giò siêu khủng luôn. Mã số A38 này, A38 một dọc kiều vàng siêu khủng được thuần ở trên gốc cây tổ quạ như này các bác nhá. Đây là cây tổ quạ này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là che kín cả người em luôn. Đấy, một lò kiều vàng mã số A38 có giá là 550.000 đồng. Siêu khủng. Quế 1 mẹ 6 con. Tiếp theo mà các bác thì đến một giò quế này. Quế này thì quế trắng đúng không? Đúng. Quế trắng. Bác là đang săn quế, đang tìm quế đây. Bác là đang tìm quế mà hôm trước cũng hỏi em, hôm nay em có quế chia sẻ các bác này. Mã số A42, 1 mẹ 6 con. Một gia đình luôn. Thầm nào cho các bác nhìn ở đây, cây mẹ đây. Cây mẹ quá đẹp luôn các bạn. Và 6 con. Đấy. 1 triệu đồng cho mã số A42. Quế trắng các bác nhá. Thân lá rất là đẹp luôn. Em mời các bác ngắm này. Được thuần ở trên bảng lớn như này nha các bác nhá. 1 mẹ 6 con 1 triệu đồng cho mã số A42. Tiếp theo là một giò đuôi chồn được thuần ở trên một cái gỗ nha các bác nhá. Bảng gỗ đây là mặt sau. Đấy. Mã này là mã số A43 chỉ có giá là 280.000 đồng thôi. Buồn hát chị ơi. Mã số A43 280.000 đồng. Rất là rẻ thôi, đuôi chồn Lai Châu các bác nhá. Đây, giò chồn này khá là đẹp, được thuần ở trên cái gỗ lũa này rất là bền cho các bác luôn. Đây là mặt sau này. Nghe bán hàng gửi hàng đúng mã trên video nên là các bác có thể là chụp lại màn hình khi xem video nhá. 280.000 đồng, mã này rẻ quá, mã số A43. Tiếp theo thì em có một cái giò trúc đen cho các bác sưu tầm này. Trúc đen thì hoa của nó rất là đẹp luôn các bác. Bác nào chưa có dòng này thì các bác sưu tầm ủng hộ nhà em nhé. Trúc đen này là mã số A44, sum xuê luôn. Đấy, thân lá cành thì là sum xuê tứ phía luôn các bạn. 400.000 đồng. 400.000 đồng cho một mã trúc đen A44 ạ. Đấy. Ok.
Từ từ đứng ra khỏi đây. Thế thao thì em mở ra là để nó một giò siêu khủng nhá. Một giò siêu khủng này. Ủa, mã khác trước. Ui nặng thế. Ba tiền rồi này. Rồi đặt thế. Xem mã số đâu. Em mời trân trọng mời các bác đứng vào trong này các bác nhìn thấy. Đến với một siêu phẩm của nhà em nhá. Đây là quầy trắng tháng 8 với rất là nhiều thân. Các bác nhìn xem cái bộ rễ đã đủ khủng rồi. Đang 15 lũ. Đang có 15 lũ các bác nhá. Ôi dòng này các bác chơi thì quá là đẹp luôn. Tôi chưa nhìn thấy bán giá nó ở đâu. 3 triệu. 3 triệu đi. Cái mã này là mã 3 triệu, mã quế 3 triệu. Các bác lên đơn cho em là mã quế 3 triệu 15 lũ nhá. Đẹp chua này các bác là che kín người luôn. Đấy. Không số. Mã không số đi các bác nhá. Mã không số 3 triệu. À, các bác có muốn sang mạng này có thể kết nối Zalo quay lại cho các bác xem qua Zalo nhá. Này quay chưa nhỉ? Kiều vuông đúng không? Tiếp theo thì em mời các bác tìm lấy một giò kiều vuông này. Ôi dồi ôi, thuần thuần chi chít dễ rồi. Kiều vuông này đã rất là thuần thuần ở trên một cái chậu nhựa các bác nhá. 320.000 đồng cho mã số A14 ạ. Kiều vuông bản lá mít rất là đẹp luôn. Đấy. Máy điện thoại hơi mờ một tí. 320.000 đồng cho giò kiều vuông mã số A14 các bác nhá. Quá là nhiều thân luôn. Thân cao, thân thấp, thành 2 tầng luôn các bạn. Tầng trên, tầng dưới luôn. Đấy. Một loạt là tầng cao đây. Một loạt thân cao, một loạt thân ở dưới. Cũng là như nguyên một dề các bác ạ. Nguyên dề nhá. Kiều vuông hàng nguyên dề này thì khi mà nở hoa là sẽ đồng loạt luôn cho các bác chơi hoa này. 320.000 đồng cho mã số A14 ạ. Cái này có tạm dừng được không nhỉ? Được không? Có được. Dạ, tiếp theo em mời các bác đến một giò lan đùi gà tròn nhá. Một giò lan đùi gà tròn nó rất là đẹp luôn. Thuần trên giá thể là trộn nhựa này. Mã số A26 có giá là 450.000 đồng. Thân lá đây các bác nhìn cho em. Thân rất là mập, vàng. Đấy. Hàng nham, hàng ăn nắng mà. Đùi gà này ra hoa vào dịp Tết, mặt hoa màu tím trắng và nở rất là lâu tàn các bác. Rất là bền hoa luôn. 450.000 đồng cho mã số A26. Rồi, để dẹp lại chung bên này. Rồi ơi, tiếp theo. Mà các bác đến một siêu phẩm này nha, các bác nào mà có bể cá, bể nước này, có hòn non mộ này các bác cho vào đấy cho em này, quá đẹp luôn này. Chỉ chít lụ, mấy chục lụ. Đấy, hàng này chơi thân lá các bác. Đây là ngô đồng các bác nhá. Đây là ngô đồng các bác chơi thân lá nguyên một khóm như thế này. Và đang có rất là nhiều nụ, nhiều hoa. Đấy, bác nào mà lá xếp rất là đẹp luôn các bác nhá. Bao nhiêu tiền? 1,5 triệu. Mã số. Nặng nhỉ? 32. Mã số 32 các bác nhá. Mã số 32. Ngô đồng này các bác chơi thân lá này quá đẹp luôn. Em mời các bác ngắm này. Vậy các bác cho lên cái chữ. Đấy, kép lên nhà các bác. 1,5 triệu mã số A, mã số 32. Ok. Tiếp theo thì em mời các bác đến với một giò lan có tên là Sơn Thủy Tiên họng đen nhá. 500.000 đồng cho mã số A11 này. Hàng họng đen đột biến các bạn. Bảo hành mặt hoa cho các bác luôn. Xoa Sơn Thủy Tiên này thì hoa vừa mới tàn rồi. Cái này em bảo hành mặt hoa các bác về chơi hoa mùa sau nhá. Mã này em đem các bác là mã số A11. Chia sẻ với các bác chỉ có 500.000 đồng thôi. 500.000 đồng cho mã số A11 này. Sơn Thủy Tiên. Các bác có họng vàng rồi mà chưa có họng đen, các bác sưu tầm hộ nhé, bây giờ rẻ quá các bác ạ. Có 500.000 thôi. Là các bác có một giò Sơn Thủy Tiên họng đen hàng đột biến rồi. A11 ạ. Quế. Một giò 18 ngọn. Tiếp theo là một giò quế 18 ngọn. Tất cả là 18 ngọn các bác nhá. 4 đồng hoa. 18 ngọn và 4 đồng hoa này. 1 triệu đồng cho mã số A30. Đây là mặt sau. Đấy. Thế của nó như chiếc thuyền ấy, rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp luôn, giá thể cũng đẹp. 1 triệu. 18 ngọn đưa lên tiếp theo là một giò lan tam bảo sắc nhá, thuần trên bảng dớn này. 450.000 đồng cho mã số A33. Đấy, tam bảo sắc hoa rất là thơm, hoa trắng tím các bác nhá. Hàng lá xếp đẹp,
đặt từng cây một. Đấy, không có lỗi quá nhá, hàng lá xếp đẹp này. 450.000 đồng cho mã số A33. Đấy, quay lại cho các xem hết. Điện thoại hơi mờ một tí. Quế nhâm. Một cây quế nhâm. Bao nhiêu cặp lá, một mẹ một con. Một mẹ một con các bác nhá. Một cây quế nhâm này. Đang có ngùng hoa này. Hai ngùng. Vâng, đang có hai ngùng hoa. 2.300.000 đồng cho mã số A2. Các bác nhìn bản lá nhăn rất là đẹp các bác nhá. Đây là quế lá nhăn. Một mẹ một con. Thế nào? Bao nhiêu cặp lá đây? 1 2 3 4 5. Cái con lá. 4, 5, 6. Em đếm sơ sơ là 16 cặp lá. Úi giời ơi, đẹp quá các bác ạ. Quế lá nhăn một mẹ một con đang ngồng nụ nhá. 2.300.000 đồng cho mã số A2. Đây là họng mình họng vàng chứ ạ. Tiếp theo là một giỏ sân thủy tiên, hàng nguyên một dề đã thuần. Đấy, các bác nhìn thấy sum xê chưa? Hàng này là sân thủy tiên Mừng Tè Lai Châu cho anh em các bác. Hàng này là hàng họng vàng các bác nhá. Nguyên một dề to khủng luôn. 1.000.000 đồng cho mã số A34. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác, đẹp xuất sắc luôn. 1.000.000 đồng cho mã số A34. Đây là giá thể của nó bác nhá. Thuần bởi nguyên một dề luôn. Đen, đen. Ôi, cái này ghép được đẹp nhất. 3.500.000 đồng cho mã số A10. Nếu em. Đây là sơn thủy tiên họng đen các bác nhá. Rất là nặng, một đợt ghép bởi nguyên một dề to. Ôi dồi ôi, giò này đẹp các bác, mà chơi giò này hoa nở thì bao phê luôn các bác. Tiền nào của đấy thôi. Giò này là giò hàng họng đen, hàng đột biến rất là đẹp, bây giờ cũng hiếm các bác. A10 có giá là 3.500.000 đồng. Được ghép bởi nguyên một dề. Để bên kia luôn. Để bê luôn giò đấy. Bê hộ em cái giò này cái. Hôm nay nhiều giò bong. Thân thủ nhé. 1.500.000. Tiếp theo thì em mời các bác đến với một anh để quay lá. Thắt thắt thủ cho nó nhìn. Đấy, nhìn thấy một giò thẻ. Đưa cho anh cái anh. Bỏ thẻ. Đấy. Một giò lan to rồi. Anh phải dỡ. 1.500.000 đồng cho mã số A1. Đùi gà thân thủ các bác nhá. Ôi, dẹp từng thân lá luôn các bạn. Các bác nhìn cái thân của nó, ngón tay cái của em một to không bằng này. To hơn cả ngón tay cái luôn. Đang rất là nhiều mầm gốc đang lên ở bên trong các bác nhá. Thì anh phải cho các bác nhìn, không có là nhìn thấy mốt anh thôi. Đấy, 1.500.000 đồng cho mã số A1. Siêu đẹp rồi này, các bác chơi Tết nở hoa thì bao phê rồi. Chuỗi ngọc. Tiếp theo thì em mời các bác đến với một giò lan có tên là chuỗi ngọc nhá. Chuỗi ngọc thì đây, em mời các bác ngắm này. Thân của nó rất là đẹp luôn. 500.000 đồng cho mã số A15. Được thuần trên chậu nhựa nhá. Chuỗi ngọc 500.000 đồng, mã số A15. Rất là xinh luôn, nhiều thân chưa các bác? Này nó nở hoa một loạt thì rất là đẹp luôn các bác. Toàn thân cho hoa, chuẩn bị cho hoa. Toàn thân cho hoa cho mùa hoa tới các bác nhá. 500.000 đồng cho mã số A15. Tiếp theo là một giò lan long tu đá. Đây, long tu đá của Xìn Hồ trên em này. 450.000 đồng cho mã số A7. Hoa tím đậm rất là đẹp các bác nhá. Long tu đá Xìn Hồ 450.000 đồng cho mã số A7 này. Đây là cái gì nhỉ? Đây là chút đúng không? Chúc Phật Bà mã số A21. Hoa lan chúc Phật Bà các bác nhá. 350.000 đồng. 350.000 đồng cho mã số A21 này. Chúc Phật Bà các bác nhá. Bác nào chưa có dòng này bác sưu tầm thêm này. Tam thất đen. Chỗ này là 1 cân đúng không chú? Tam thất đen này là trên này em là có hàng này các bác nhá. 900.000 một cân. Cái này thì công dụng chính của nó là bổ máu này. Đặc biệt cho dùng cho những cái bác nào mới ốm dậy. Đấy, mới đi phẫu thuật hoặc là mới ốm dậy thiếu máu ấy, thì các bác ăn này chăm rất là tốt. Cách sử dụng thì các bác có thể là, một là các bác ngâm rượu này, hai là các bác có thể là các bác đập nhỏ, các bác nấu canh xương cũng được, ăn rất là ngon ngọt nhá. Hoặc là các bác ngâm mật ong cho em, ngâm mật ong và để ăn hàng ngày rất là tốt nhá. Nó có rất nhiều cách dùng. Các bác hầm xương, hầm gà, ninh gà hoặc là đấy hầm để ăn rất là ngon. Mà một củ này thì ví dụ mà ăn cả gia đình không hết một củ này. Dí, một tí tẹo thôi, ngọt rất là ngọt canh các bác nhá. Ở tam thất đen này là 900.000 đồng cho một cân. Hàng toàn củ to, sai củ to này các bác nhá. 900.000 một cân.
Tiếp theo là mật ong khoái rừng Lai Châu. Mật khoái rừng Lai Châu 350 hay 300? 300. Chia sẻ cho các bác 300 thôi, 300 nghìn đồng một lít. 300 nghìn đồng trên một lít mật ong khoái rừng chuẩn rừng Lai Châu nhá. Tiếp theo là một cái mật ong đặc biệt của nhà em, nó là mật ong đắng rừng 700 nghìn đồng trên một lít này. Đấy, 700 nghìn đồng trên một lít. Mật ong đắng này các bác làm thuốc thì quá tốt rồi. Mã lan tiếp theo nên chia sẻ tới các bác là một giò quế nhá. Quế thì đang có nụ các bác. Mã số A20 có giá là 350 nghìn đồng. Cây này đang có nụ này. 3 cây 3 nụ. Cây này đang có nụ. Cây này cũng có nụ. 3 cây và mỗi cây là đều có một nụ các bác nhá. Quế mã số A20 350 nghìn đồng. Kiều trắng. Trắng tinh. Tiếp theo thì em mời các bác đến một giò kiều trắng hàng va nhá. Hàng rất là đẹp luôn, 1 triệu đồng cho mã số A17. Đấy, kiều trắng này. 1 triệu cho mã số A17. Ok. Hoa màu tinh trắng tinh khôi được ghép ở nguyên một dề các bác nhá. Hoàng phi hạt. Đây là hoàng phi hạt. Nhìn nó giống đùi gà nhỉ. Tiếp theo là một chậu lan có tên là hoàng phi hạt các bác nhá. Mã số A24 chỉ có giá là 350 nghìn đồng thôi. Hoàng phi hạt. Rồi được ghép ở một chậu rất là to luôn. Thân này cũng rất là dài, cao dài. Không tôi bán. Tôi quay một giò thôi. Thêm một giò nữa đi. 450 nghìn đồng cho mã số A18 này. A18 long tu đá xin hồ. Mặt hoa màu tím đậm rất là đẹp các bác nhá. 450 nghìn đồng. A18. Xung xuê luôn. Thập hoa trắng. Hoa trắng. Họ đang có mặt hoa rồi. Wow, em mời các bác đến một giò lan thập hoa trắng nhá. Đây là đang mặt hoa đang nở, mời các bác ngắm mặt hoa này. Rất là đẹp luôn, đang rất là nhiều nụ các bác nhá. Chi chít nụ luôn. 2 triệu đồng cho mã số A6 ạ. Hết chưa chủ? Chưa. 2 triệu đồng cho mã số A6. Thập hoa rồi nhiều nụ thế. Trầm rừng Điện Biên. Tiếp theo là một chậu lan trầm rừng. Trầm rừng Điện Biên các bác nhá. Trầm rừng này. 550 nghìn đồng cho mã số A19. 550 nghìn đồng. Các mã số A19 có mặt hoa hả chú? A19 550 nghìn đồng. Trầm rừng Điện Biên. Hàng bây giờ cũng không có nhiều các bạn. Hàng đùi gà chớp có mặt hoa. À, đây là hàng đùi gà chớp có mặt hoa. Mời các bác ngắm, đây là mặt hoa của cái mã lan này các bác nhá. Đùi gà chớp. Đẹp chưa các bác? Viền tím. Hoa trắng họng đen, viền tím đúng không chú? 750 nghìn đồng các mã số A3. Đấy. Bác nào yêu thích mặt hoa sưu tầm hộ nhà em nhé. Tiếp theo là 450.000 đồng cho mã số A4 này. Đùi gà chớp. Vẫn là đùi gà chớp các bác nhá. 450.000 đồng cho mã số A4. Một chậu kiều vương siêu khủng luôn. Một chậu kiều vương siêu khủng, thân lá rất là mập luôn này các bác ơi. 1.200.000 đồng cho mã số A5. Đấy, bản lá miết rất là đẹp luôn các bác nhá. Kiều vương toàn thân mập đẹp thôi. Được ghép bởi chậu gỗ như thế này. Ghép bởi, được ghép bởi xem nào, 3 rề. 1.200.000 đồng cho mã số A5. Tiếp theo là một kiều giò kiều tím yên tử này. Được ghép bởi nguyên một rề các bác nhá. Kiều tím yên tử được ghép bởi nguyên một rề này. Đẹp quá luôn các bác. Hàng rất là đẹp. 2.500.000 đồng cho mã số A9 này. Sao mà sắc? Đợt này tao bảo sắc chứ bán vãn vãn rồi nhỉ. Mã số A12 tam bảo sắc có giá là 250.000 đồng. Nhiều rất là đẹp các bác nhé, mà giá rẻ này. Được thuần ở trên bảng tớn các bác nhá. 250.000 đồng cho mã số A12. Đấy. Vâng. Nhìn to luôn ạ. 800.000 đồng cho một giò phi đậu vàng được thuần ở trên tổ quạ các bác nhá. Mã số A8 này. Đấy, toàn thân chuẩn bị cho hoa các bác nhá. Rất là nhiều thân cho hoa luôn. Chuẩn bị thắt ngọn và xuống lá cho hoa. 800.000 đồng cho mã số A8. Thuần ở trên gốc cây tổ quả nhá. Phi đậu vàng này đã có xương khớp thì sẽ cho các bác thuốc xương khớp này. Đấy, đấy. Tiếp theo thì em muốn chia sẻ tới các bác một cái sản phẩm lá cây rừng ở trên em. Đó là một cái thang thuốc đặc trị xương khớp của người dao đỏ các bác ạ. Đặc trị xương khớp của người dao đỏ này. Bác nào mà đang bị đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối này, đau thần kinh tọa rồi thoái hóa đốt sống này, thoát vị đĩa đệm này thì các bác uống cái này cho em. Nó rất là tốt bởi vì là em gửi cho nhiều bác, các bác dùng ok rồi. Thế nên là em phải chia sẻ tới cho nhiều bác biết nhá. Cái này là lá cây rừng và một liệu trình của nó là 3 cân như thế này, 3 thang như thế này.
toàn bộ lá chư rừng được bốc ở nhà thuốc các bác nhá. 150.000 đồng trên một cân. Và một liệu trình là 3 gói là 450 các bác nhá. Các bác đun nước uống hàng ngày cho em rất là tốt. Đấy, thuốc giả trị xương khớp của người dân tộc Dao Đỏ trên em ạ. À, thuốc xương khớp này cũng kết thúc video của nhà em ngày hôm nay. Em xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bác, cô chú anh chị đã dành thời gian vào theo dõi video. Và em rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bác. Em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau.